Ok hết, hello anh em, quay trở lại với channel của mình thì mình là Nguyễn Mừng Gamer anh em ơi. Ok, hôm nay mình sẽ quay trở lại với chị em là Best Similar Indonesia. Đấy, và hôm nay mình sẽ share cho anh em cái skin là Phúc Yên đi từ Tuy Hòa, bến xe miền Đông, Long Thành đấy mà. Đấy thì nhà xe này thì mới làm trên ETS2 rồi, anh em nào có theo dõi trên kênh mà thì anh em đã biết là nhà xe này trên ETS2. Hôm nay mới chuyển thể nó qua bên Best Similar Indonesia. Thì mình nói luôn, video mình tính sắp tới thì một cái video nó dài tầm chừng 5 đến 6 phút thôi. Và anh em chịu khó coi hết 5 đến 6 phút để lấy cái mật khẩu thì mình cái ha. Do là khi mà mình làm cái mấy skin này, anh em cứ vô lấy cái link cho anh em ao, và lấy link ao, lấy link ao. Lâu ngày ta nói là YouTube đánh giá cái video không có chất lượng, vô khách hàng mới coi anh em ạ. Vô mới coi chừng lít cái link xong, ao chưa được 1 phút nữa ao bà đó rồi. Cho nên là bây giờ là video dài từ 5 đến 6 phút thôi, nhưng mà mỗi một phút như vậy nó sẽ hiện lên một cái số đó, nó hiện lên một cái số, nói chung là anh em xem hết video là sẽ thu được 5 số nha. Và 5 số này chính là mật khẩu anh em giáp lợi, 5 số này chính là mật khẩu để giải nén cái skin này, đơn giản vậy thôi. Ok, giờ bắt đầu vô việc luôn anh em ạ, vì quay rất là ngắn nên là bắt đầu vô việc luôn. Rồi, giới thiệu cho anh em thôi, đây là nhà xe Phúc Yên. Thì ở trên đây nó có cái chữ Phúc Yên, khi mà bạn nổ máy lên, bạn mở cửa lên thì nó có hiện là bến xe miền Đông và bến xe Nam Tuy Hòa anh em ơi. Đó, đây nhà xe Phúc Yên nha. Nó có wifi nè. Tuy Hòa, bến xe miền Đông và Long Thành đi đến nơi về đến nhà. Đó, với cái biển số là 78B00848, đây là một biển số thật của nhà xe Phúc Yên mà vẫn chuyển thể từ thật thành game để cho anh em chơi ha. Đấy. Ok, khi mà anh em mở đèn nha, khi mà về ban đêm á, anh em mở đèn lên. Đó thì cái đèn rất là sáng luôn em ạ. Mở đèn lên ban đêm á thì cái đèn đó là cực kỳ sáng luôn em ạ. Đó, cái đèn rất là sáng luôn nha. Đó, đèn chớp đèn nè, đó, đèn nè. Ok, đó, ngon lành chưa, rất là ngon lành luôn. Bây giờ mình sẽ thử chạy cho anh em coi nha. Bây giờ mình sẽ thử chạy ra mấy bến thử cho anh em coi thôi. Đó, ok. Đó, đây nha, chạy ngon lành em ơi, không có bị một vấn đề gì luôn anh em nha. Đó, chạy ngon lành, không có bị vấn đề nha. Đây là xe Phúc Yên ở trên cái cung đường Best Indonesia. Đó, rất là ngon lành, rất là xịn sò luôn. Ừ, anh em có thể xem đây, rất nổi bật nha. Mở cửa ra là thấy chữ là bến xe miền Đông, bến xe Tuy Hòa liền, còn đóng cửa lại là để chữ Phúc Yên và Ba Lửa luôn đấy. Thì nhà xe Phúc Yên này thì là rất là nhiều anh em yêu cầu, cho nên là mình share luôn cả trên Best Similar Indonesia luôn để cho anh em chúng ta mà không có game thì nên chơi. À, ok chưa, ngon lành cành đào. Đấy, anh em thấy chưa, ngon lành cành đào liền. Ngọt ngào đến máy cung tần hình mây. Tên 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 tên. Rồi, ok anh em thấy chưa, đó cái nhà xe Phúc Yên rất là đẹp luôn, rất là xịn sò để dành cho những em nào trên Best Similar Indonesia. Đấy, hiện tại là không biết cái game này nó lên tới cái bản là 3.7.1 rồi, và hiện tại là khá nhiều anh em mới yêu cầu quá là hãy làm luôn cái skin ở trên chơi được online đi. Thì nói chung là cái này anh em nói chung là cái này anh em cũng thấy là để mua được cái con xe mà trên online thì chắc chắn là nó phải có khoảng chừng 1 tỷ rip mới mua được con xe trên online, mà hiện tại mà mới có 350 triệu thôi. Đó, cho nên là cũng 350.000 chứ 350.000 triệu. Đó thì cố gắng, mình đang cố gắng cày lên 1 tỷ sau khi muốn mua được con xe đó, thì mình sẽ làm những cái video xe, ví dụ như là Phúc Yên đúng không, thì mình sẽ share hai video. Một video là xe cho anh em chơi offline, còn một video nữa là dành cho chiếc skin dành cho những anh em mà chơi online. Ok, đó thì mình sẽ trở lại với Best Similar Indonesia và làm những cái video ngắn như thế này thôi, tầm 5 đến 6 phút, nhưng mà mình sẽ đặt tất cả mật khẩu ở trong cái skin mình làm. Nếu mà anh em nào mà muốn lấy được cái skin thì làm ơn xem hết cái video một cái, rồi á những cái số mà nó hiện lên trên cái video đó anh em ghép nó lại từ đầu cho đến cuối video, đó là giải mật khẩu. Và mình tiết lộ luôn mật khẩu, mỗi mật khẩu nó đăng lên đều có 5 số tương ứng với 5 đến 6 phút trong video. Hy vọng là với việc làm này của mình á, thì thứ nhất mình sẽ trở lại cung cấp để cho anh em nhiều cái skin hơn để chơi online cũng như chơi offline. Thứ hai là sẽ anh em có thể giúp Mẫn duy trì cái kênh cũng như duy trì cái lượt tương tác trên video, duy trì được cái số phút xem trên video, làm cho cái video nó chất lượng hơn, không bị YouTube chê chấp về cái việc làm video mà không có người xem nữa nha. Ok, thì video xe nhà xe Phúc Yên của Mẫn đến đây là hết. Thì nếu mà anh em nào cảm thấy video này hay á,
anh em cho mình xin một like. Anh em muốn làm bất cứ một skin nào thì nhớ để lại comment ở phía phần bên dưới ha. Và anh em nào mà mới biết đến kênh cũng như là anh em chưa đăng ký kênh vẫn thì nhớ nhấn vào đăng ký kênh cũng như nhấn cái chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mà mình ra cái video lần sau nha. Bây giờ thì bye bye và chúc anh em có một cái chuyến hành trình vui vẻ với nhà xe Phúc Yên anh em nha. Nhớ xem hết video sẽ có ngay mật khẩu. Bây giờ thì bye bye. Yeah. Dịu dàng đến mấy cung tàn thành mây.